nhân dân sức khỏe đạt được trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Minh yêu cầu người dân thực hiện tốt các nội dung sau đây. Người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu về miễn dịch, không di chuyển lớn và trở về các địa bàn đang thực hiện giãn cách hoạt động giám sát cộng đồng. Đó là đến biên phòng. Khi phát hiện có người lạ mặt ở địa bàn phải báo ngay. Đúng không? Kim Quy, cạn Kim Quy. Em ơi, cái này là mình đi ra đâu hái đồ tươi đây? Đê quốc phòng thuộc xã nào? Xã Văn Khánh, đê quốc phòng xã Văn Khánh. Đi ngoài biển. Bây giờ tình hình sao, tức là cái dung nó bể mình không đi hái được hả? Mình hái mí đào, cái này là bầu đúng không? Dạ dạ. Tình hình là nước mà nước lớn thì mình mới vô cái vườn bầu này mình hái được. Dạ. Dạ. Bây giờ cho em hỏi là ở đây mình đó là mình hiện tại mình đang trồng và mình có những cái loại nông sản nào mà mình bí gợ? Bí đao, bầu. Dạ. Mình cũng qua. Dạ. Đó mấy thứ đó là tránh luôn. Ngập đó, dạ. Không ngập tới nhà này luôn. Còn giá cả bây giờ mình như thế nào anh? Hiện tại giờ là bí gợ là solo là 10.000 rồi đó. Dạ. Từ 9-10 ngàn không? Dạ. Lúc đó nay thì nó có 8.000. Dạ. Bữa nay là nó cho giá 10.000 hết. Dạ. Bí đao sao anh? Điều luôn, 10.000 luôn anh. Đồng giá. 10 điều luôn hả? Mướp thì không có, chỉ có bầu. Dạ, nó cũng vậy luôn. Tức là lái nó vô nó mua hết cho mình luôn. Cho em hỏi là những cái nông sản nào bà con ở đây mình cần giải cứu? Bây giờ là đang bầu với bí đao. Là hiện tại là với cái giá như thế nào anh? Giá nó thì hôm dài nó lấy 8-9 ngàn mà giờ đang thử. Đang trận. À, đang trận. Mà hôm nay là miệt thứ xuống là mọi người là bán với một cái mức giá giải cứu là 5.000 phải không? Đó. Để mình chia sẻ rõ như vậy để mạnh thường quân họ khi mà họ đóng góp á, họ sẽ biết được là cái số tiền họ sử dụng như thế nào để thấy là đó. Cái con này mua giá 7.000 và sau đó tặng lại cho mạnh thường quân bên này với giá bán là 5.000. Dạ. Dạ, cũng chia sẻ với cô chú luôn á là Mạnh Thường Quân sẽ gửi tiền cho Miệt Thứ và Miệt Thứ sẽ chuyển đổi sang nông sản. Toàn bộ 100% nông sản này được gửi cho bà con đang ở tâm dịch thành phố Thủ Đức. Cho nên là coi như là rất là cảm ơn cô chú đã bỏ qua cái lợi nhuận trước mắt của mình mà để giải cứu cho bà con trong cái khó khăn này. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ. Dạ. Cô ơi, cô tên gì cô? Trần Thị Mộng Linh. Ở đây mình gọi là xã gì, ấp gì cô? Ở đây xã gì, ấp gì, kiểu thằng nói kìa. Tổ 15. À, ấp 15B. Dạ. Còn ở khu này là khu D, khu D bao, D bao. D quốc phòng. D quốc phòng không ạ? À? Rồi, cảm ơn anh nha. Đi ra ngoài này đẹp đi sao?
đây mới cao này, dân ở đây. Dạ ở đâu anh? Dạ em đem, dạ em đi với chị. Chị cho em tâm sự tí xíu, chị em hỏi gì chị cứ trả lời gì thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện. Làm bây giờ á chị, làm bí đao là mình trồng bao lâu thì mình mới thu hoạch? Bí đao trồng lâu rồi, bí đao trồng tới 2 tháng rưỡi 3 tháng mới thu hoạch. Dạ là thường là mỗi năm mình có bao nhiêu vụ chị ha? Ở đây thì trồng có vụ, rồi vụ sau là đằng này đi biển á. Dạ. Trồng có vụ rồi chứ phải như mà ở vùng trên thì trồng được 2-3 vụ. Dạ. Như vậy là mình cứ trồng một vụ xong rồi hai mình trồng trong 2 tháng là mình thu hoạch một lần. Nó không biết bí đao với bầu là như cái mình bẻ luôn là từ 2 tháng rưỡi là mình bẻ trái bông từ từ rồi đó. Dạ. Coi như là năm nay là do dịch bệnh là thương lái nó không vô mua hả chị? Nó cũng nó nằm ngay nó cũng mua mà như dạng mình không có đi theo mấy cái chốt á. Dạ. Mà mình khó đi. Dạ. Nhận khi thì nó chặn luôn cái đường thủy mình á, thì mình mất đi trốn ban đêm mình mới đem ra tới chợ được. Dạ, cũng khó ha. Vậy chứ xe thì đâu có chở được đồ đâu. Dạ. À thế là bí đao mình đã hái rồi phải không? Mà hái một khúc rồi còn một khúc không được, nó kêu để lại để cho quay cho trực dạ, tiếp. Dạ đúng rồi, để quay trực tiếp một trái. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra vừa bẻ và vừa quay và trời đang mưa nha mọi người. Trái này là mình hái đúng không? Nó luôn hả? Bẻ luôn đó. Bẻ luôn hả cô? Nó bẻ một ít cơ mà còn có khúc mình lấy chứ không bẻ cái đó. Em nói cho chị á. Con gái đó. Rồi bẻ đi, mọi người bẻ đi. Trái này là khoảng bao ký ta? Trái này là tầm khoảng 500g. 500g đúng không? Chụp hình dễ cho em nha. Anh quay video hết luôn á. Đúng rồi. Anh nào lấy điện thoại chụp hình đây nè. Chụp nó chụp hình đây. Đây là trái nè cô. Chụp bông trái. Cổng khúc từ đây lại đằng đó hả? Tức là cái này gọi là đề bao. Rồi xong. Đê bao, đê quốc phòng. Nhưng mà cái này, cái chỗ đất này người ta gọi là đê bao hết cô? Hay đê bao? Đê bao đúng không? Dạ. Em này ngồi ở đây như lần đầu tiên mới biết chỗ này luôn á. Vậy luôn á. Ở đâu cũng ở đâu, còn giờ có đê phụ. Được cái đội quay đi, nói là trời ơi tàn rồi quay cái gì mà quay. Cái này là mình thu hoạch lần thứ mấy rồi cô? Không, mình bẻ hoài hoài gì đó. Tức là mình bẻ liên tục hả? 2 ngày. Không, bữa mới đau với bầu thì bữa nào cũng cắt hết trơn á. À. Đừng xa quá, cái 2 bữa mình mới đem bữa. Dạ. Này, vô là bê là bê đây, bẻ đại cái này nhỏ quá. Đây còn trái nè. Dạ thấy không? Ai ai dạ, ô dính cái nó đau quá. Ừ, cái này dính mới mà dai dữ lắm. Ai ít đâu mà bây giờ là bữa nay là bẻ tới sớm thì còn nước lớn vô là bẻ đó. Cô bẻ đi sáng cùng đông con chị ra sốt. À là chị cô chở thằng anh ăn, anh chở là bánh ra. Mình có được 4 bọc hết cho ha. À, này có 80kg à. 80kg hả? 80kg thì bây giờ con thanh toán là cô 80kg trước. À. Dạ. Rồi anh thì làm việc tiếp với em. Để coi xem là. Rồi. Sáng là yêu cầu mà ban đêm mà hôm giờ mới mà yêu cầu nước lớn vô là bẻ kìa. Cô bẻ bầu cho con nha, con nha. Nước lớn. Cô nói là nửa đêm chờ con. Còn có nước lớn vô là bẻ à? Vậy là như là nhờ cô ban đêm cô bẻ giùm tụi con nha. Nhưng mà thời tiết là đang có bão, dự báo bão nên là cẩn thận. Nghe cô. Không có chắc bẻ đâu, thổi lên là bẻ. Thổi lên là bẻ hả? Rồi. Như vậy là 80 kg mà nhân 5 là 400.000. 400.000 đúng không cô? Rồi cô đợi con xíu. Rồi cái đầu tiên á là miệt thứ 11 rất là cảm ơn cô đã hỗ trợ cho tụi con có được cái nguồn nông sản vừa sạch mà vừa cắt tại chỗ rất là tươi ngon như thế này. Thì cô có cái lời nhắn nhủ nào hoặc cái lời chia sẻ nào với các mạnh thường quân họ đã mua cái số nông sản này để tiếp tế cho bà con đang ở tâm dịch Thủ Đức, và cô có lời nhắn nhủ nào hoặc lời chia sẻ nào với bà con đang ở tâm dịch không cô? Trước mắt thì cũng mà cảm ơn mạnh thường quân đi lại tới đây mua đồ trái cây đồ ở đây là ngay trong vườn luôn,
mà tôi cái này nói thiệt là cũng như mình bán cái này là vừa bán mà vừa cho luôn, chứ không phải là tại bán ngay giá. Dạ. Cho thì không có cho, vậy mặn cực khổ quá thì không có cho. Dạ. Thì mình tặng nha cô ha. Tặng, dạ. Cũng như là mình chia sẻ, cũng như dạng mình lấy cái vốn mình lại, rồi cũng mình cũng còn ăn, chứ cũng không có dạng mà dư giả như người ta. Dạ. Đó là cô có gửi lời như thế nào đến Mạnh Thường Quân, họ đã mua cái này không? Có. Rồi. Gửi lời cũng như bây giờ tôi cũng không biết, người nhà nông mà đâu biết gửi lời gì, giờ cảm ơn Mạnh Thường Quân mua ba đồ này cũng như đem đi từ thiện á. Dạ. Đúng mà, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cũng chia sẻ với cô là người Mạnh Thường Quân mà đã mua số hàng này của cô đó là Hoa hậu MC Vân Khương, là đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Và Vân Khương là cũng rất là muốn có được một nguồn nông sản thật sự là tươi ngon để gửi đến bà con tâm dịch ở thành phố Thủ Đức. Thì bây giờ cô có lời chia sẻ nào với bà con đang ở trong tâm dịch thành phố Thủ Đức không? Thì bây giờ dịch bệnh bây giờ cũng không biết sao giờ gỡ cái này ba ấy, rồi bà con Thủ Đức cố lên. Dạ. Chứ bây giờ thì cũng như không biết làm sao, bây giờ gắng cố lên, cố lắng nhắn lên như dòng họ tôi cũng bây giờ nó cũng nằm về Bình Dương với thành phố cũng dữ lắm. Dạ. Mà cũng không có về được. Dạ. Coi chừng cái này không biết có đi tới chảnh đâu, đôi khi lắm khi có gỡ tới dòng họ tôi không chừng nữa. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Ngoài cái bí đao này là mình còn bầu. Còn bầu. Dạ, bầu với bí đỏ là sẽ có một cái Mạnh Thường Quân khác, đó là một nhà thiết kế tên là Nghi Nguyện ở ngoài Hà Nội, họ mua luôn đó. Dạ. Thì bây giờ rất là nhờ cô, tối ngày hôm nay cô cố gắng cô thu hoạch cái số bầu mình đang có để cho Mạnh Thường Quân họ yên tâm. Không, rằng này tôi nhà nông thì nói là phải có, bởi sao bị gì bể vuông bể thì dòm quay thì biết rồi, còn nước lớn giác nào là tôi đi bẻ là để lại hết trơn. Dạ. Chứ không có bán cho ai nữa đâu, đừng lo. Dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô có nhiều sức khỏe và nhớ gì sức khỏe nha cô. Cảm ơn, vậy cảm ơn hết Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Dạ dạ, cảm ơn cô. Bye bye nha, cảm ơn nhiều nha. 80 kg bí đao. Ngon, tươi ngon luôn. Rồi, rất là cảm ơn anh chủ tịch hội nông dân. Bao nhiêu bí này là? 220 kg. Tức là 220 kg. Và mình sẽ tính với Mạnh Thường Quân là 200 kg. Còn lại 20 kg là mình tặng Mạnh Thường Quân luôn, để tặng cho bà con Thủ Đức luôn. Rồi cảm ơn Bình Giang. Còn 100 kg kia là hồi nãy em mua với giá 7.000, nhưng vẫn tính cho giá 5.000 luôn. Tức là em vừa mới mua thêm 100 kg là 7.000, nhưng mà đã hứa với Mạnh Thường Quân là 5.000, nên là tính 5.000 luôn đúng không? Rồi ok, cảm ơn em nhiều. Một trái bí lớn nha, chúng ta sẽ cân ha. Xem trái bí này bao nhiêu kg. 3,5 kg. Rồi. Đây là một cái... Mình lấy bọc cái anh. Trái bí nhỏ, dạ. Đây trái bí nhỏ. Là trái này là gần 2 kg nha bà con. Này em, anh đi lên nhà của... Hãy
Dạ rồi 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 đúng rồi. Anh hả? Còn 100 nữa. Đâu? Còn 100 nữa anh ơi. Đây là 100 kg tiếp theo, trái lớn. Một trái này khoảng bao nhiêu ký chị ha? Chạy xuống bay ngửa chạy vô cái nè. Chạy xuống bay đi biển luôn. Tự nhiên muốn chạy vô. Vậy. Ai. Trời nặng quá. Ai trời 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 trời. Ai. Đủ mà. Ai, trái này 1 kg. Mua 7.000 mà bán lại. Bí này em mua 7.000 này em bán lại 5.000 đó chứ. Rồi. Đây là toàn bộ 320 kg bí đã mua cho của nông dân ngày hôm nay và 80 chị đi vô trong đó mà chị mua được 80 bí đào thôi. Ngày mai sẽ có bầu, có thêm bầu. Rồi đây là xe không đồng của anh Phước An. Cảm ơn anh Phước An rất là nhiều luôn, hỗ trợ cho nhóm mà hỗ trợ Mạnh Thường Quân và hỗ trợ luôn bà con Thủ Đức vận chuyển nông sản miệt thứ. Mấy ngày hôm nay vất vả, trời mưa trời nắng gì cũng đi hết. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi bây giờ mình xuống đi em. Xuống biển. Rồi. Đúng bà con nghe không? Đúng bà con. Cái bí này bao nhiêu kg? Không biết luôn, không chụp biết. Em đoán chắc 5 kg quá. Chắc vậy. 5 kg á, chắc ra 5 kg. Mình sẽ có hai loại bí mình gửi tặng cho bà con Thủ Đức là bí màu vàng và bí màu xanh. Tất cả các loại bí này được trồng ở Vân Thắng, ở xã Vân Thắng và Vân Thắng Đông. Đúng không ạ? Dân Khánh Đông không ta? Vân Khánh Đông một ít và Vân Thắng nữa. Dân Khánh Đông bên cái này là Dân Khánh, xã Dân Khánh. Tại xã Dân Khánh Đông. Vậy là xã Vân Khánh đó nha con, biết không? Tụi em có một cái đầu bí xã Vân Khánh Đông nữa. Chị Hà là Vân Khánh Đông đó. Bên Mặt trận Tổ quốc tặng hơn 100 kg. Và Vân Khánh Đông là nguyên bí đàn này là hơn 100 kg của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Điện An Minh. Gửi tặng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Gửi tặng cho bà con. Còn cái bí này là Mạnh Thường Quân. Cả ở miền thứ ở Hà Nội và ở Hoa Kỳ là giải cứu và mua từ bà con ở miền thứ để gửi tặng cho bà con Thủ Đức. Xin này cho mọi người là như vậy. Rồi hư móng rồi. Phải, cái đường dây đó anh ơi. Bầu với bí đào với bí. Mới mua ngày hôm nay luôn. Bầu Dân Khánh. Xã Dân Khánh bầu mới bẻ tươi. Hai trăm bảy mươi ký bầu. Và bí mới ngày hôm nay, bí mới hái ngày hôm nay. Đây, mới cắt luôn.
bí đao ngày hôm qua, bí đao ngày hôm nay đây. Bí đao này nó có cái lông ngoài này nè, dính tay đau ghê luôn. Bí đao mới, ngày mới là mới hết toàn bộ bầu. Bầu này là cắt từ tối ngày hôm qua, khuya ngày hôm qua khi mình nước lớn là cắt được. Đây, một trái bầu. Rồi, cô lại làm tiếp nha, cố gắng giữ gìn nha. Bà con cảm ơn cô.